Xin chào các bạn. Trong ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một chủ đề vô cùng thú vị trong ngữ pháp tiếng Anh, đó chính là câu trực tiếp và gián tiếp. Chủ đề này tuy khó nhưng tính ứng dụng lại rất cao và trong đời sống hàng ngày chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng đấy. Vì chúng mình hay phải thuật lại một điều gì đó với ai đó, đúng không nào? Cũng vì tính ứng dụng cao này, vậy nên trong đề thi trung học phổ thông năm nào cũng có ít nhất 1 đến 2 câu liên quan đến chủ điểm này đấy. Vậy nên chúng mình cùng tập trung học nha. Nào, bây giờ cô sẽ lấy ví dụ một câu trực tiếp nhé. He said to me, I will call you tomorrow. Câu này là một câu trực tiếp đấy các bạn ạ, bởi vì các bạn nhìn thấy giống ngoặc kép đúng không? Rồi, ở trong câu này thì chúng ta sẽ thấy chủ ngữ là he, đúng không? Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ thấy có thành phần mà chúng ta gọi đó là động từ giới thiệu hay nhiều người gọi là động từ dẫn chuyện. Ở đây đó chính là say hoặc tell, vân vân. Và sau động từ dẫn chuyện sẽ chính là nội dung mà nhân vật he đang nói tới. Phần này được gọi là phần tường thuật trực tiếp bởi vì nó nằm ở trong dấu ngoặc kép. Thông thường thì tường thuật trực tiếp sẽ được sử dụng nhiều trong văn thơ, trong báo chí hay là trong nghiên cứu báo cáo chẳng hạn. Chứ còn trong đời sống hàng ngày thì chúng ta thường sẽ sử dụng câu gián tiếp nhiều hơn bởi vì chúng ta sẽ thuật lại, sẽ kể lại nội dung về sự việc với một ai đó, đúng không nhỉ? Nào, bây giờ thì chúng mình sẽ thử chuyển ví dụ của cô đang là câu trực tiếp sang câu gián tiếp xem các bước như thế nào nhé. He said to me, ta sẽ giữ nguyên. Tiếp theo, ta sẽ thêm từ that hoặc không tùy ý vào các bạn nhé. Phần này không bắt buộc mà. Sau đó, chủ ngữ trực tiếp là I. I ở đây là nhân vật được nói. He này, nên khi dẫn sang lời gián tiếp, ta phải chuyển về là he nha. Tương tự với tân ngữ you. You ở đây chính là nhân vật người nghe, là me. Vậy nên, ta sẽ chuyển you thành me. Tóm lại, phần này rất đơn giản, các bạn chỉ cần xác định người nói và người nghe, sau đó chuyển đổi tương ứng là được. Tiếp theo là đến động từ. Động từ trong câu trực tiếp đang ở thì tương lai đơn, mình nhìn thấy đó là will call. Khi chuyển về câu gián tiếp, ta lùi đi một thì sẽ trở thành would call. Và cuối cùng là về thời gian, ta có tomorrow sẽ được thay thế bằng cụm the next day. Ví dụ như câu trực tiếp ở trên, nếu chuyển sang câu gián tiếp, ta sẽ có câu hoàn chỉnh như sau. He said to me that he would call me the next day. Rồi, cô tổng kết lại nhé. Để chuyển một câu từ trực tiếp sang gián tiếp thì các bạn sẽ làm theo những bước sau. Đầu tiên là chúng mình sẽ giữ nguyên về có chủ ngữ, động từ dẫn chuyện và tân ngữ của động từ đó nếu có. Ok, phần đầu tiên là giữ nguyên này. Bước thứ hai là chúng ta sẽ thay đổi chủ ngữ và tân ngữ với vế nằm ở trong ngoặc kép, hay cô sẽ nói là vế chứa nội dung chính, vế chứa nội dung tường thuật của chúng ta. Rồi bước tiếp theo, bước thứ ba là chúng ta sẽ lùi thì của động từ. Thông thường thì nếu mà hiện tại đơn thì mình sẽ lùi thành quá khứ đơn, will thành would, đúng không? Nhưng lưu ý này, nếu mà động từ dẫn chuyện đang ở thì hiện tại đơn thì chúng ta sẽ không lùi thì nữa nhé. Ok chưa? Nào bây giờ hãy thử nhớ lại ví dụ đầu tiên của cô. Nếu bây giờ cô thay said bằng says, tức là cô sẽ chuyển động từ dẫn chuyện về thì hiện tại đơn, thì câu đó, thì cái phần nội dung chính trong ngoặc kép ấy, khi mà cô chuyển sang câu gián tiếp ấy, thì động từ ở trong phần nội dung chính sẽ không cần phải lùi thì đi đâu nữa cả. Rồi nhớ phần này cho cô nhé. Bước cuối cùng là chúng mình sẽ phải thay đổi các từ hoặc là cụm từ chỉ nơi chốn và thời gian từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, đúng không nào? Bởi vì là mình đang đi thuật lại nội dung mà một người khác đã kể cho mình nghe, đúng không? Một người khác nói với mình, thế nên là chắc chắn thời gian và địa điểm sẽ có sự thay đổi rồi. Các bạn quan sát lại ví dụ trên nhé. Các bạn thấy đấy, câu trực tiếp hay câu gián tiếp thì sẽ bao gồm có hai phần. Phần đầu tiên được gọi là phần dẫn chuyện. Ví dụ trong ví dụ này của cô thì từ he said to me, phần này gọi là phần dẫn chuyện, cô quý ước như vậy nhé. Còn phần nội dung còn lại, dù ở dạng trực tiếp hay gián tiếp, thì mình sẽ gọi là phần nội dung tường thuật nha. Rồi, vậy là chúng ta đã xem các bước tổng quát để chuyển từ một câu trực tiếp sang một câu gián tiếp rồi. Bây giờ cô trò mình sẽ phân tích chi tiết ở từng bước nhé. Bước đầu tiên là bước mà chúng mình sẽ giữ nguyên chủ ngữ này, động từ dẫn chuyện và tân ngữ nếu có trong phần dẫn chuyện, đúng không? Thế nên bước này không cần bàn cãi thêm gì nữa nhé, chỉ cần giữ nguyên thôi mà. Bước thứ hai đó là chúng ta sẽ cần phải chuyển chủ ngữ này, tân ngữ này và một vài loại từ khác ở trong câu gián tiếp. Rồi, phần này sẽ phức tạp hơn, mình sẽ phân tích kỹ ở phần này nha. Nếu chủ ngữ là I thì thường ta có thể chuyển thành he hoặc she, và we thành they, you thành they hoặc he hoặc she hoặc I. Còn với tân ngữ, nếu là me giống như ở trên, ta chuyển thành
him hoặc her. Nếu là us, ta chuyển thành them. Nếu là you, ta chuyển thành them, him, her hoặc me. Ngoài ra, trong thành phần chủ ngữ hoặc tân ngữ, đôi khi có thể chứa những tính từ sở hữu hoặc đại từ sở hữu. Các bạn hãy tham khảo bảng sau nhé. Các bạn có thể dừng màn hình lại để ghi chép thật cẩn thận nha. Phần này không có cách nào khác là phải học thuộc đâu nhé. Bước tiếp theo sẽ là lùi thì của động từ trong phần nội dung tường thuật nhé. Nhưng con lưu ý với các bạn này, chúng ta sẽ chỉ lùi thì của động từ trong nội dung tường thuật nếu động từ dẫn chuyện đang được chia ở thì quá khứ thôi, nhớ nha. Và một trong những động từ dẫn chuyện phổ biến trong trường hợp này sẽ là told hoặc asked hoặc wondered, vân vân. Rồi, lùi thì như thế nào thì các bạn sẽ chú ý ở trong bảng sau của cô nhé. Các bạn có thể ghi chép lại cẩn thận để học nha. Đầu tiên là với thì hiện tại đơn, khi chúng ta chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp thì động từ chúng ta phải chuyển sang thì quá khứ đơn, đúng không nhỉ? Ví dụ như là động từ tell thì phải chuyển thành told chẳng hạn. Và tiếp theo là với thì hiện tại tiếp diễn, khi mà chuyển sang câu gián tiếp thì chúng ta sẽ lùi một thì trở thành thì quá khứ tiếp diễn. Ví dụ như là is telling sẽ được chuyển thành was telling, rất là chính xác. Tiếp theo là thì hiện tại hoàn thành. Cấu trúc là gì nhỉ? Nào ôn qua nhé, đó là has hoặc have cộng với động từ được chia ở dạng phân từ 2. Khi chuyển sang câu gián tiếp thì chúng ta lùi một thì với động từ, nó sẽ thành thì quá khứ hoàn thành, chính xác rồi. Ví dụ như have told sẽ được chuyển thành had told, đúng không? Tương tự thì các bạn hãy quan sát thì quá khứ đơn giản, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn ở trên bảng này xem chúng lùi thì như thế nào nhé. Quan sát vào bảng, các bạn có thấy một điều thú vị là gì không? Nếu động từ ở vế chứa nội dung tường thuật ở các thì như là thì quá khứ hoàn thành này, quá khứ hoàn thành tiếp diễn này, thì khi chuyển sang câu gián tiếp chúng ta sẽ không lùi thì nữa. Vì sao ư? Vì nó đã là kịch kim rồi, không có thì nào khác để mà lùi nữa, đúng không? Còn bây giờ hãy xem một số trường hợp với những động từ khuyết thiếu nhé. Ví dụ như ở câu trực tiếp chúng ta có were cộng động từ, thì khi chuyển sang câu gián tiếp chúng ta sẽ phải có là would cộng với động từ. Ví dụ như là will tell sẽ trở thành would tell nhỉ. Tiếp theo là động từ khuyết thiếu can, chúng ta sẽ chuyển sang câu gián tiếp là could. Ví dụ nếu cô có là can tell thì sẽ phải chuyển thành could tell. Rồi tiếp theo là may sẽ được chuyển thành might và must sẽ được chuyển thành had to. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ thay đổi các từ, các cụm từ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp nhé. Thay đổi như thế nào thì mời các bạn theo dõi bản sau. Chúng ta hãy bắt đầu với những từ chỉ thời gian trước nhé. Từ đầu tiên chúng ta có là tonight, nghĩa là hôm nay hay là tối nay chẳng hạn. Khi chuyển sang câu gián tiếp mình phải đổi thành that night. Rồi, tiếp theo ví dụ như là yesterday là ngày hôm qua, chuyển sang câu gián tiếp thì sẽ phải là the previous day hoặc the day before. Tương tự các bạn cũng nhìn những từ, những cụm từ chỉ thời gian khác ở trong bảng bên cạnh của cô nha. Còn các đại từ chỉ định và trạng từ chỉ nơi chốn thì sao nhỉ? Chúng ta cùng theo dõi bảng sau nhé. Ví dụ như là this hay that, nghĩa là cái này hoặc cái kia, khi chuyển sang câu gián tiếp sẽ được đổi thành the hoặc that. Đây các bạn ạ. Hay như là these hoặc those là những cái này hoặc những cái kia, chuyển sang gián tiếp sẽ là gì nhỉ? Ồ, rất dễ đúng không? Sẽ là the hoặc those đấy. Còn ví dụ như here, ở đây, chuyển sang câu gián tiếp sẽ thành there, là ở đó đấy. Nào, bây giờ chúng mình cùng luyện tập một chút xíu nha. Các bạn sẽ chuyển những câu sau đây của cô Trang từ dạng trực tiếp sang gián tiếp nhé. Nào, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Chúng mình sẽ chọn câu 3 để làm câu ví dụ ở đây nha. Với câu này thì cô có thể tạm dịch là họ đã nói với anh ấy rằng họ đã đang đi bộ trong công viên lúc 7 giờ. Nào, áp dụng các bước ở phía trên cô hướng dẫn để chuyển câu này sang câu gián tiếp nào. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ thay đổi về chủ ngữ, tân ngữ và một số loại từ khác. Ở đây thì chúng ta sẽ đổi we thành they nhé. Bước thứ hai, đây chính là bước lùi thì đây. Ta có câu trực tiếp, động từ đang ở thì quá khứ tiếp diễn. Nào, nguyên tắc là lùi một thì đúng không?
he thì quá khứ tiếp diễn sẽ được lùi thành thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, phải không nào? Vậy nên động từ sẽ được chuyển thành had been walking. Rồi, bước thứ 3, chúng ta sẽ có từ cụm từ chỉ thời gian nơi trốn phải thay đổi đây. Ở trong câu này thì phần cụm từ chỉ thời gian nơi trốn không chứa các từ mà cô đã liệt kê ở bảng phía trên. Thế nên chúng ta sẽ không thay đổi gì cả mà sẽ giữ nguyên chúng nhé. Vậy là xong rồi, chúng ta sẽ có một câu gián tiếp hoàn chỉnh trông như thế này. À, câu này còn có một lưu ý nho nhỏ là với động từ tường thuật sat, cô có thể có hai cách nói, hoặc là giữ nguyên they said that, hoặc là dùng từ told để thay thế thành they told him that. Thật là thú vị phải không nào? Nào, cùng cô kiểm tra đáp án nha. Còn bây giờ thì mình sẽ chuyển những câu đang ở dạng gián tiếp sang trực tiếp cho cô Trang nhé. Chúng ta kiểm tra lại đáp án nhé. Tóm lại cấu trúc của một câu gián tiếp trông sẽ như sau này. Đầu tiên là chủ ngữ này, cộng với động từ dẫn chuyện này, cộng với that, có hoặc không có that đều được nhá. Và tiếp theo chúng ta sẽ cộng với chủ ngữ, phần này sẽ thay đổi nếu cần thiết nha. Và tiếp theo nữa là cộng với động từ, phần này sẽ lùi thì hoặc không lùi thì. Lùi hay không lùi thì sẽ phụ thuộc vào động từ dẫn chuyện như chúng mình biết rồi đấy. Và cuối cùng là sẽ cộng với tân ngữ, sẽ thay đổi nếu cần thiết nha. Tại sao cô lại cứ nói là thay đổi nếu cần ở trong công thức vừa rồi nhỉ? À, mình sẽ mở rộng hơn một chút xíu nhé. Nếu mà chủ ngữ hoặc tân ngữ ở trong vế mà chứa nội dung tường thuật nha, nhắc đến một nhân vật thứ ba, tức là không liên quan gì đến người nói và người nghe cả, thì khi chúng ta chuyển sang câu gián tiếp, chúng ta phải giữ nguyên cái chủ ngữ hoặc tân ngữ này mà không có thay đổi gì hết nhé. Rồi, xem ví dụ của cô này. Câu trực tiếp của cô là she said Simon is listening to music. Cô ấy đã nói rằng Simon đang nghe nhạc. Các bạn để ý ở trong phần ngoặc kép, tức là cái phần mà chứa nội dung tường thuật, thì chủ ngữ ở đây là Simon, là một người thứ ba đúng không? Rõ ràng là khi chúng ta chuyển sang câu gián tiếp thì chúng ta cũng không thể thay thế Simon bằng một nhân vật nào khác cả. Vậy nên chúng ta sẽ giữ nguyên chủ ngữ này nhé khi chuyển sang câu gián tiếp. Và cô sẽ có một câu đó là she said that Simon was listening to music. Ta-da! Bài học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ghi chép cực kỳ cẩn thận nha. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo, vẫn là về chủ điểm câu trực tiếp gián tiếp nhé. Bye bye!